Hà Thương chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với kênh Bóng Đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm có tin tức đáng chú ý sau đây. Bình luận viên Quang Huy, đội tuyển Việt Nam đã làm được điều kỳ diệu. Bình luận viên Quang Huy và bình luận viên Quang Tùng đều được đánh giá cao trận hòa một đều của Việt Nam trước Nhật Bản. Tối 29 tháng 3, Việt Nam xuất sắc cầm hòa Nhật Bản một đều tại lượt đấu cuối vòng loại 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng Việt Nam bất ngờ có bàn dẫn ở phút 19 nhờ công của Thanh Bình sau cú đánh đầu chính xác. Bàn thua khiến Nhật Bản bị chạm vào lòng tự trọng và đội bóng áo xanh đã vùng lên đầy mạnh mẽ. Tuy vậy, đội chủ nhà chỉ có một bàn thắng trong thời gian còn lại của trận đấu nhờ công của thủ quân Yoshida và chấp nhận để Việt Nam chế điểm. Đánh giá về màn trình diễn của tuyển Việt Nam, biệt luật viên Vũ Quang Huy cho rằng cầu thủ áo trắng chơi đầy quả cảm nhưng cũng phải thừa nhận Nhật Bản đã nhập cuộc cùng sự thoải mái. Nếu họ chơi áp sát ngay từ đầu hiệp 1, Việt Nam rất khó chơi và khó vượt lên dẫn trước như vậy. Bên cạnh đó, Nhật Bản cho thấy sự thả lỏng nhất định sau khi đã giành vé. Bình luận viên Vũ Quang Huy đánh giá, việc giành một điểm cho Nhật Bản là thành tích kỳ diệu của Việt Nam. Chúng ta chưa bao giờ cầm hòa được tuyển Nhật Bản, và dù điều này diễn ra ở trận đấu mà bạn không quyết tâm cao thì nó vẫn đáng tự hào. Khép lại hành trình lịch sử bằng một trận đấu lịch sử rõ ràng rất tuyệt vời, ông Huy nói thêm. Về phần mình, bình luận viên Quang Tùng nhấn mạnh, không cần quan tâm tới màn trình diễn trên sân, kết quả hòa một đều thực sự là bất ngờ và là món quà xứng đáng dành cho nỗ lực của tuyển Việt Nam. Chúng ta vào trận cùng lực lượng tổn thất nặng nề do chấn thương và Covid-19, nhiều trụ cột vắng mặt và phải sử dụng lực lượng trẻ mà cầm hòa được Nhật Bản thì không có gì chê trách, ông Tùng nói. Bình luận viên Quang Tùng phân tích thêm, trận hòa trên là động lực lớn để các lớp bóng đá trẻ Việt Nam nỗ lực hơn trong tương lai. Chủ tịch AFC khen ngợi sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam Thưa quý vị, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á AFC Saman Bin Ibrahim Al Khalifa đã chúc mừng và đánh giá cao thành tích của tuyển nam Việt Nam và tuyển nữ Việt Nam thời gian qua. Trong chuyến công tác tham dự đại hội FIFA lần thứ 72 và phiên họp thường vụ AFC 2022 diễn ra tại Doha, Qatar, Quyền Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF ông Trần Quốc Tuấn đã gặp Chủ tịch AFC Saman Bin Ibrahim Al Khalifa Tại buổi gặp, quyền chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã chuyển món quà của lãnh đạo nhà nước tới chủ tịch AFC. Ông Ibrahim Al-Khalifa cảm động và gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo nhà nước đã luôn dành sự quan tâm, hỗ trợ cho bóng đá Việt Nam. Ông chúc mừng bóng đá Việt Nam và quyền chủ tịch Trần Quốc Tuấn về những thành tích của Việt Nam và nữ đạt được thời gian qua, đồng thời tin tưởng bóng đá Việt Nam tiếp tục có những bước tiến mới. Hôm 29 tháng 3, từ Việt Nam hòa một đều trước Nhật Bản ngay trên sân khách tại lời cuối vòng loại 3 World Cup 2022 kết quả này được chủ tịch AFC và lãnh đạo các liên đoàn bóng đá thành viên khen ngợi. Việc từ Việt Nam là đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á tham dự vòng loại này và giành chiến thắng trước đội bóng của châu lục là Trung Quốc nhận được sự đánh giá cao. Tổng thư ký AFC Winston Jones nhấn mạnh với quyền chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn rằng, trận hòa của Việt Nam trước Nhật Bản là bất ngờ lớn nhất của vòng loại 3 World Cup và là động lực để các nước Đông Nam Á phấn đấu. Không chỉ vậy, lãnh đạo các liên đoàn bóng đá thành viên cũng đánh giá cao bước tiến của tuyển nữ Việt Nam khi giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup nữ 2023. Ngày 30 tháng 3, quyền chủ tịch Trần Quốc Tuấn sẽ tham dự phiên họp thường vụ AFC, sau đó cùng phó chủ tịch Cao Văn Chóng, tổng thư ký Lê Hoài Anh tham dự đại hội FIFA lần thứ 72 vào ngày 31 tháng 3. Tin tiếp theo: U23 Việt Nam có bài học quý báu tại Dubai Cup giúp thầy Park nở mày nở mặt ở SEA Games. Biên luyện viên Quang Tùng đánh giá U23 Việt Nam đủ sức chinh phục huy chương vàng SEA Games 31 dù vừa trải qua kết quả không tốt tại Dubai Cup 2022. U23 Việt Nam kết thúc hành trình ở sân chơi Dubai Cup 2022 bằng trận thua với tỷ số 0-1 trước Uzbekistan. Học trò huấn viên Leon Chin đã có không ít cơ hội ăn bàn, nhưng chúng ta không thể tận dụng thành công. Bình luận viên Quang Tùng đưa ra những nhận xét về màn trình diễn của U23 Việt Nam. U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước U23 Uzbekistan. Đối thủ của chúng ta là đội bóng có chất lượng tốt hơn, lối chơi của họ gắn kết, nền tảng thể lực ấn tượng hơn so với U23 Việt Nam. Phải nói rằng U23 Việt Nam không thể hiện được nhiều ở trận cầu này dù đã có sự cố gắng. U23 Việt Nam không thể kiểm soát được trận đấu, không tổ chức được thế trận theo ý muốn của chúng ta, qua đó lần nữa để thua. Theo đánh giá của bình luận viên Quang Tùng, U23 Việt Nam dù chơi nỗ lực nhưng còn nhiều điều cần cải thiện sau Dubai Cup. Cả 3 trận đấu của U23 Việt Nam ở Dubai Cup không thể thắng và không thể ghi bàn nào. U23 Việt Nam có vấn đề ở những tình huống kết thúc pha bóng, do đó chúng ta cần có sự bổ sung, tăng cường, cải thiện chất lượng nhân lực thì mới có hy vọng ở những giải đấu sắp tới đây. Nhưng dù sao chúng ta cũng có thể hy vọng nhiều hơn ở chất lượng hàng phòng ngự. Dù để thua, nhưng cách U23 Việt Nam tổ chức phòng ngự tương đối tốt. Ngoài ra nên nhớ rằng U23 Việt Nam có có sự bổ sung của Bùi Hoàng Việt Anh hay Thanh Bình, những người đa chính trong trận đấu rất tuyệt vời giữa Việt Nam với Nhật Bản trên sân Saitama. Những cầu thủ này, hàng thủ của U23 Việt Nam sẽ tạo nên sự yên tâm nhất định. Một lần nữa vẫn khẳng định rằng khả năng tổ chức dẫn dắt của các cầu thủ chơi ở trung tuyến cũng như khả năng kết thúc là vấn đề U23 Việt Nam cần phải khắc phục, cải thiện trong tương lai gần. Thành tích U23 Việt Nam tại Dubai Cup không hề ấn tượng, chúng ta hòa 1, thua 2 sau 3 trận. Tuy nhiên, theo bình luận viên Quang Tùng, U23 Việt Nam học hỏi được rất nhiều điều ở giải đấu này. Những đối thủ U23 Việt Nam gặp rất mạnh, họ luôn pressing với cường độ cao, di chuyển áp sát liên tục. Do đó chúng ta buộc phải tích lũy nền tảng thể lực tốt hơn để chịu đựng lối chơi có áp lực từ phía đối thủ. Khi thể lực của chúng ta tốt thì triển khai được lối chơi có sự cơ động, có tính ứng biến cao để thoát khỏi pressing. Đó là điều mà U23 Việt Nam học hỏi Dubai Cup. Các đối thủ mạnh hơn U23 Việt Nam, chúng ta gặp khó trong việc triển khai bóng khi đối thủ chủ động chạy áp sát. Nhưng từ đó U23 Việt Nam học hỏi được nhiều điều. Sau Dubai Cup, U23 Việt Nam bước vào chiến dịch SEA Games 31 diễn ra trên sân nhà. Theo đánh giá của biệt luận viên Quang Tùng, U23 Việt Nam vẫn thực lực hiện tại, đủ sức giành huy chương vàng. Tuy nhiên khi ra đấu trường lớn như vòng chung kết U23 châu Á thì là câu chuyện khác. Cơ hội ở SEA Games 31 hiện nằm trong tay U23 Việt Nam với lứa U23 hiện tại, với cộng sự tăng cường của những cầu thủ quá tuổi, việc bảo vệ tấm huy chương vàng vẫn trong tầm tay của U23 Việt Nam. Nhưng nếu thi đấu tại sân chơi U23 châu Á, U23 Việt Nam phải thể hiện sự tích cực hơn, cải thiện nhiều hơn. Từ đó chúng ta mới có thể hy vọng tiến sâu hơn trong giải đấu. Báo Hàn Quốc, Việt Nam vượt mất chiến thắng lịch sử trước Nhật Bản bởi sai lầm của thủ môn. Thưa quý vị, Nguyên Mạnh bị cho là có pha xử lý không thật sự tốt dẫn đến bàn gỡ hòa cho Nhật Bản trước Việt Nam. Trận hòa một đều của Việt Nam trước Nhật Bản, thủ môn Nguyên Mạnh là cầu thủ nhận được số điểm cao nhất bên phía những chiến binh sao vàng 8,1 điểm theo SofaScore. Theo những số liệu thống kê, người gác đền của Việt Nam cứu thua 7 lần, trong đó 4 lần cứu thua từ kết thúc trong vòng cấm, chạm bóng 5 2 lần. Mặc dù thi đấu xuất sắc trong hầu hết mọi tình huống, nhưng Mạnh lại mắc sai lầm trong bàn thua của Việt Nam. Phút 54 tiền vệ Haraguchi bên phía Nhật Bản tung cú sút ngoài vòng cấm. Nguyên Mạnh dự định ôm dính quả bóng từ pha dứt điểm nhưng xử lý lỗi khiến bóng dội ngược lại tạo điều kiện cho Yoshida đệm bóng vào lưới. Tờ Sport Career của Hàn Quốc đánh giá pha xử lý lỗi của Mạnh đã khiến Việt Nam vụt mất cơ hội giành chiến thắng lịch sử cho Nhật Bản. Việt Nam có thể vượt qua Nhật Bản, họ thiếu chút nữa đạt được kết quả chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam, nhưng cuối cùng để vượt mất chiến thắng trước Nhật Bản bởi một sai lầm của thủ môn Nguyên Mạnh. Việt Nam dẫn trước ở phút 19 với tình huống đánh đầu thành bàn của Thanh Bình. Tuy nhiên, ở phút thứ 9 của hiệp 2, đội trưởng Maya Yoshida bên phía Nhật Bản gỡ hòa một đều cho đội chủ nhà bằng pha lao và dứt điểm cận thành. Trước đó, thủ môn Nguyên Mạnh đã không thể bắt dính cú sút ngoài vòng cấm của Haraguchi và để bóng đập vào ngực rồi bật ra đúng tầm chân của Yoshida. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa một đều. Bàn thua trong hiệp 2 thực ra là sự đau đớn với Việt Nam, rõ ràng không thể phủ nhận Haraguchi thực hiện một cú sút có lực khiến thủ môn Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên về nguyên tắc cơ bản của thủ môn, nếu phán đoán không thể ôm gọn thì phải đấm bóng ra khỏi khu vực nguy hiểm. Mặc dù vậy, thủ thành Nguyên Mạnh cố gắng bắt bóng rồi xử lý lỗi khiến bóng chạm cơ thể rồi bật ngược lại. Bởi vì thủ môn đã thi đấu lơ đánh và quyết định khá liều lĩnh thay vì đấm bóng ra biên, Việt Nam đã để thủng lưới. Cuối cùng họ chấp nhận kết quả hòa dù đội bóng có bàn mở tỷ số. Tờ báo Hàn Quốc kết luận về phần mình nguyên mạnh nhận trách nhiệm trong bàn thua này bản thân tôi tiếc nuối với bàn thua một phần lỗi của tôi nhưng cũng là trải nghiệm với cá nhân tôi khi được thi đấu trước đối thủ đẳng cấp đây là bài học để chúng tôi rút ra kinh nghiệm học hỏi được rất nhiều điều tốt để tiến bộ Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh Bóng Đá 365. Mọi ý kiến đóng góp mời các bạn để lại thông qua phần bình luận bên dưới để đội ngũ của chúng mình có thể kịp thời trả lời nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ kênh Bóng Đá 365 nhé.